ngành streaming đang dần dần biến đổi chóng mặt. Với sự phát triển của nền tảng phát sóng, cộng thêm xu hướng giải trí thay đổi của giới trẻ, streamer đang là một trong những công việc nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ngay cả giới game thủ cũng đang có chiều hướng thích xem game hơn là chơi game. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đồng thời mang tới không ít những điều phiền toái, mà cụ thể ở đây là các nội dung gợi cảm quá đà đến từ nhiều nữ streamer xinh đẹp. Thậm chí, có những trường hợp cũng sẵn sàng thay đổi hình mẫu ngoan hiền vốn có để chạy theo trào lưu. Điển hình như cô nàng Kiao Kiao dưới đây. Kiao Kiao, cô nàng streamer trong câu chuyện. Cô không ngại phơi bày sự gợi cảm trên sóng. Vốn là một trong những cái tên khá đình đám, thế nhưng Kiao Kiao thường được biết đến như hình mẫu ngoan hiền. Mặc dù cũng xinh đẹp và đôi lúc ăn vận áo khoét sâu gợi cảm, thế nhưng cô nàng rất hiếm khi khiến người xem phải tập trung vào yếu tố này. Thay vào đó, Kiao Kiao gây chú ý nhiều hơn nhờ khả năng chơi game cũng như quảng cáo cho một số thương hiệu công nghệ có tiếng. Tuy vậy, theo thời gian, cô nàng streamer cũng phải phát triển. Nữ streamer xinh đẹp vốn thuộc mẫu ngoan hiền, hiếm sơ căng đan. Cụ thể, trong lần lên sóng mới đây, thay vì chơi game hay tương tác với fan, không hiểu ý tưởng ở đâu ra mà cô nàng này lại hướng dẫn người xem cách nấu mì gói sao cho ngon và hấp dẫn nhất. Tất nhiên, Nội dung tẻ nhạc này chẳng thể thu hút được quá nhiều sự chú ý, nhưng điểm nhấn lại nằm ở bộ áo bó sát và khoét sâu vòng một của Kiao. Chưa kể, cô nàng cũng xuất hiện với gương mặt một kèm cặp kính dày cột, không qua trang điểm hay chỉnh sửa và rõ ràng, có sự khác biệt rất lớn với những lần lên sóng trước đó. Hình ảnh trong lần lên sóng mới nhất của Kiao Kiao Trong cô nàng khác xa so với những hình ảnh trên sóng trước đó sở hữu chiều cao 1m64 và cân nặng 46kg, Kiao luôn được nhiều pha ngưỡng mộ vì vóc dáng chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, với sự thay đổi nhan sắc có phần khác lạ trong lần lên sóng một này, nữ streamer đang nhận phải khá nhiều ý kiến trái chiều. Hình ảnh xinh đẹp thường thấy của Kiao. Còn đây là lúc lên sóng livestream.